Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh chân thành cảm ơn bạn Tu Tuấn, bạn hết tháng học viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Tu Tuấn. Rồi giúp YouTube chào đón bạn Nguyễn Minh Sang, bạn vừa đăng ký tham gia học viên giúp YouTube đăng ký ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Minh Sang. Thần y ở rễ chương 5530 đến chương 5531. Triệt để chậm giật. Huyền Dương cung quyết bắt lấy viên tổ nguyên đan kia, trên mặt lộ ra vẻ khó xử nhìn xem Phong lão. Tổ nguyên đan không phải là vật bình thường, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm năng của võ giả, tăng cường một phần sức mạnh của võ giả. Chẳng qua đây cũng không phải là dược hiệu chân yêu nhất. Sự đáng sợ chân chính của tổ nguyên đan là nó có thể trong thời gian cực ngắn đem một người khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Vô luận người này thụ thương nặng tới cỡ nào, vô luận khí ý của người này bị tiêu hao khủng bố đến mức nào, Huyền Dương biết ý đồ của Phong lão rất đơn giản, chỉ là muốn nhẹ nhàng bịt lại mồm miệng của mọi người. Những người này đã nói đại hội không công bằng, dùng thủ đoạn xa lân chiến, như vậy Phong lão liền cho bọn hắn sự công bằng. Huyền Dương hít một hơi thật sâu, cất bước hướng về phía võ đài võ vụ kia đi đến. Đám người nhao nhao đè mảnh mắt nhìn về phía Huyền Dương. Sao thế? Huyền Dương đại nhân muốn đích thân thượng đài hay sao? Người của Long gia nhìn không được vừa cười vừa nói. Huyền Dương liền nhìn chầm chầm về phía người của Long gia. Hắn biết vì sao người Long gia không sợ hãi. Chỗ đó thì thực lực võ đạo của người Long gia mặc dù không cao, nhưng bên trong gia tộc không ít người có liên quan tới quan chức chính phủ, đây như dính đến Long quốc. Như vậy cho dù là người có đạo hội cũng phải cân nhắc một chút. Huyền Dương cũng bởi vì lời nói của người Long gia mà tức giận, mà trực tiếp nói lớn. Đây là tổ nguyên đan của đại hội chúng tôi. Tôi nghĩ hắn là có không ít bằng hữu đã từng nghe qua đan dược này rồi, đúng không? Lời nói này vừa mới nói ra, hiện trường lập tức sôi trào. Cái gì? Tổ nguyên đan sao? Thật hay giả vậy chứ? Đây chính là tổ nguyên đan nổi tiếng kia sao? Nghe nói người phục dụng đan dược này thật là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, khôi phục tất cả thương thế cùng nguyên khí, là thần đan trong truyền thuyết đó nha. Huyền Dương đại nhân lấy ra vật này, đừng nói là... Thanh âm kinh ngạc của mọi người liên tiếp vang lên. Huyền Dương nhìn chằm chằm người mặc áo choàng, sau đó đem tổ nguyên đan ném qua. Người mặc áo choàng tiếp nhận tổ nguyên đan, liếc mắt nhìn thoáng qua từ tổ nói. Vật này đừng nói là... Tiếp theo sẽ có Phong lão của đại hội chúng tôi sẽ so chiêu cùng với cậu. Huyền Dương bình tĩnh nói. Nhưng nghĩ đến trước đó, cậu đã trải qua mấy trận chiến, trạng thái cùng thực lực để không được như ban đầu, cho nên để cho công bằng, cậu có thể phục dụng viên tổ nguyên đan này, đem tình trạng của cậu khôi phục lại trạng thái tốt nhất, rồi sẽ cùng Phong lão quyết đấu. Người mặc áo choàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra đại hội các người vẫn là thích sĩ diện, tôn nghiêm của đại hội không thể bị người khác chà đạp. Các hạ đã đến là muốn làm một số dự định, chẳng qua đại hội còn không đến mức bị cậu một người ấn trên mặt đất. Phong lão chậm rãi đi tới, hai tay chắp tại sau lưng, lạnh lùng nói ra. Mau phục dụng viên đan dược này, sau đó sẽ cùng tôi phân cao thấp. Người mặc áo choàng hí hí mắt, đột nhiên nhất định lên, lộ ra nụ cười bỡn cợt. Tôi nghĩ hắn là cũng không cần thiết. Lời nói này vừa rơi xuống, tất cả mọi người cũng vì đó mà run lên. Chỉ thấy tay người mặc áo choàng giơ lên, đem tổ nguyên đan hướng về phía Huyền Dương bên kia ném đi. Huyền Dương ngơ ngẩn, vội vàng bắt được tổ nguyên đan, kinh ngạc nhìn qua người mặc áo choàng. Cậu đây là có ý gì? Đối phó với người của đại hội các người hoàn toàn không cần mượn nhờ loại thuốc nào hỗ trợ. Tôi không cần tổ nguyên đan có Phong lão gì đó khôi phục, trạng thái hiện tại của tôi cũng đủ đối phó rồi. Người mặc áo choàng cười cười nói ra. Lời nói này vừa mới nói ra, tất cả người của đại hội toàn bộ đều nổi giận. Vô số người từ trên ghế đứng lên, từng tên dùng ánh mắt đằng đằng sát khí hung hăng nhìn chằm chằm người mặc áo choàng. Khôn kiếp, lớn mật, cậu lại dám xem thường đại hội của chúng tôi, quả thật là không thể tha thứ mà. Người này nhất định phải nghiêm trị. Những tiếng rống giận vang vọng khắp hiện trường. Giờ khắc này, người mặc áo choàng đã thành công chọc giận tất cả tồn tại của đại hội. Ánh mắt Phong lão cũng trở nên lạnh lẽo, hắn cất bước đi đến trước võ đài,
thanh âm băng lãnh. Người trẻ tuổi, cậu quá cuồng vọng. Tôi thừa nhận cậu thực sự có chút thực lực, nhưng đây không phải là điều mà cậu có thể chà đạp. Vũ nhục đại hội, cậu vẫn chưa thắng. Người mặc áo choàng lại chỉ khẽ cười. Ánh mắt của anh tại trên thân Phong lão dò xét một phen, sau đó lắc đầu. Tôi đến tột cùng phải thắng bao nhiêu trận thì các người mới có khả năng thừa nhận các người thua được đây? Lan can, tôi tìm đánh bại lão phu rồi lại nói. Phong lão gầm thét một tiếng, thân hình khẽ động đã hướng về phía người mặc áo choàng phóng tới. Đám người nhào nhào nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trên đài. Phong lão là cao thủ của đời hội, thực lực đương nhiên là không thể nghi ngờ. Mặc dù lai lịch của người mặc áo choàng này là một bí ẩn, nhưng mới trận chiến trước đó cũng cho thấy thực lực không hề tầm thường. Phong lão một chưởng vỗ ra, chiến lực hùng hậu ập thẳng đến ngực người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng không lùi mà lại tiến tới, cũng tung ra một chưởng nghênh tiếp. Hai chưởng đập thẳng vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề khiến người tức ngực. Đám người chỉ thấy thân hình Phong lão hơi chao đảo một cái, mà người mặc áo choàng lại đứng tại chỗ không chút nhúc nhích nào. Một chưởng này vừa giao phong lập tức phân ra cao thấp. Trong mắt Phong lão đã lên một tia kinh ngạc, hắn không hề nghĩ tới thực lực của người mặc áo choàng này vậy mà mạnh như thế. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ có kinh nghiệm phong phú, bên cạnh đã điều chỉnh trạng thái lần nữa phát động công kích. Hai người người tới ta đi ở trong sân di chuyển nhanh chóng, chưởng ảnh tung bay đến người nhìn mà hoa mắt. Mỗi một lần giao phong đều phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, làm người kinh ngạc mà run sợ. Phong đã thi triển ra tất cả vốn liếng, quyền pháp cương mãnh giống như gió táp mưa sa, mỗi một quyền đều ẩn chứa quy lực vô tận với ý đồ phá vỡ phòng ngự của người mặc áo choàng. Mà người mặc áo choàng thì thân hình linh động tựa như quỷ mị, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đánh đi công kích của Phong lão một cách xảo diệu. Đột nhiên Phong lão khẽ nghiêng người một cái, phóng lên cao một chân hướng về bên hông người mặc áo choàng quét tới. Sức mạnh bộc phát ra từ một cước này đủ sức xé nách cả ngọn núi, quả là vô cùng đáng sợ. Nhưng người mặc áo choàng lại không tránh không né, hai tay khoanh lại, mạnh mẽ đánh lấy một cước này, lại một cổ lực lượng này hướng về phía sau lướt đi. Thế nhưng Phong lão nào sẽ bỏ qua cơ hội trong một chớp mắt này, hắn theo sát bám người lấn lên, song quyền chớp lóe như sao chổi nện xuống. Người bốn phía nhìn xem có thể rõ ràng cảm nhận được Phong lão trên nắm tay bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, phát phát như muốn chấn vỡ hư không. Nhưng ở lúc này, khóe miệng người mặc áo choàng khẽ nhếch lên, thân hình đột nhiên chuyển động đầy quỷ dị, lại lấy một loại tốc độ kinh người vòng ra phía sau Phong lão, chiếu phong sắc bén đánh thẳng vào phía sau lưng Phong lão. Ầm! Phong lão anh một chưởng, vô vàng thuận theo chưởng lực cùng người mặc áo choàng kéo dài khoảng cách. Ngực của hắn một trận chập trùng, tận lực ổn định lại khí huyết nhộn nhạo bên trong cơ thể, gầm nhẹ một tiếng rồi lại lao về phía trước. Trận chiến giữa hai người càng lúc càng thêm kịch liệt, không khí chung quanh phảng phất như bị lực lượng của bọn họ khuấy động đến sôi trào. Trên trán Phong lão đã phủ kín mồ hôi, hô hấp cũng dần dần trở nên gấp rút, nhưng chiến ý bên trong ánh mắt lại càng thêm nồng đậm. Sắc mặt người mặc áo choàng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa. Trước cuộc thì anh cũng có giới hạn của mình, liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ như vậy, bây giờ lại cự tuyệt phục dụng đan dược, cùng Phong lão này chiến đấu lâu như thế, đương nhiên cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng dù vậy, người mặc áo choàng vẫn không hề rơi vào thế yếu. Hắn đã thắng. Chữ môn Huyền Thương phái an tĩnh nhìn chằm chằm người mặc áo choàng kia trầm giọng nói. Đúng vậy à, có thể cùng Phong lão đã đến bước này, cho dù là Phong lão thắng thì cũng không vẻ vang gì. Một nam tử mặc bào phục màu đen ở một bên từ tốn nói. Càng có nhiều người cũng bắt đầu nghị luận. Bọn hắn dường như đã không còn quan tâm đến ai thắng ai thua trong trận chiến này nữa.